mình sẽ thu hoạch cà chua. Cà chua của mình đã chín chừng rồi cả nhà. Trước tiên mình sẽ quay cho cả nhà xem cà chua của mình nha. Cái trái cà chua bự này nó chín thật là nhiều luôn. Vừa chín mà nó vừa ra trái non nữa đó cả nhà. Bên đây là trái non nè. Hôm trước đó, mình cắt lá ở dưới hết trơn nè, cho nó nuôi trái. Đây cũng có một chùm nè. Đây chính là vườn nè. Đây trái chín có trái non nữa. Đây là ba trái còn chín luôn và một trái còn sống. Cả nhà nhìn thấy đẹp nha. Đây có trái sống nè. Trên đó hai trái chín. Trên cao là cà chua bi đó cả nhà. Cà chua bi cũng vừa có trái chín và vừa ra trái non nữa. Này vừa có trái chín nè, chùm trái non nó ra này đó. Ở dưới này cũng vậy nè, nó có ra bông nữa đó cả nhà. Đang tiếp tục ra bông nữa nè, đó cả nhà thấy không, đó chùm bông đó. Đây là trái non nè, bên đây là vừa chín vừa trái non. Cả nhà thấy trái xum xuê, mình thu hoạch lần này là lần thứ năm. Cho cả nhà thấy trái đang chín đó, một số chín một ra số ra trái non. Cà chua bi này ngọt lắm nha cả nhà, rất là ngọt luôn. Nhiều khi nho nó còn chua hơn cà chua bi của mình đó. Còn đây mình sẽ quay cho cả nhà xem mấy cây cải cầu vồng và cây cải theo của mình nè. Này nó rất là tốt. Mình cắt ăn hai đợt rồi cả nhà. Bên sau là cải theo. Hôm nay mình sẽ cắt để chả giò. Cải theo ăn rất ngon nha cả nhà. Cho cả nhà xem bông tím tím, mình chẳng biết tên, mình mua hạt ở trên eBay á. Nhưng mà bông này mau tàn lắm cả nhà, buổi sáng nở buổi trưa là nó tàn mất rồi, xế xế là tàn rồi. Còn đây là cũng là cây cải cầu vồng của mình nè. Đó, mình cũng cắt ăn mấy đợt rồi đó, như này nó ra cái lá rất là bự đó. Cái cây đậu que của mình á, mình cắt trái ăn hết rồi nên nó ra chuẩn bị ra trái non rồi đó. Còn dưới này á, là cải bẹ cải ngọt. Đó, cho cả nhà xem lại cải ngọt của mình nó lên tốt luôn rồi ta. Dưới này là cải salad của mình, salad mùa đông của mình. Này lên tốt lắm cả nhà. Bên đây cũng là cây cải ngọt, nhưng mà cây cải ngọt trồng cách hồi tháng 3 tới giờ đó nha. Rồi mình ăn hoài luôn, cứ cắt lá, cái này nó lên cái lá mới. Còn cây cải nha, lát trước đây mình bứng ra nên nó chịu lên tốt rồi đó cả nhà. Bên đây là cây ngò gai nè. Đây là cây tắc,
trên là chậu hoa lồng đèn của mình, ra bông đẹp cả nhà, ra suốt luôn, nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Máy này là cái cây quế của mình, phía sau là cây ớt. Ớt của mình đó, mình cắt cái nhánh là nó ra bông đó cả nhà, chùm bông rất là nhiều. Phía sau này là cây rau húng cây, hôm nay mình sẽ cắt để ăn chả giò luôn. Sao nè, đây mình cho cả nhà xem nè, cây cải xà lách mùa đông của mình hiện nay rất là tốt nè, chút mình cũng thu hoạch luôn, lá thật là bự luôn đó. Bên đây là cái ngọt luôn á, mình trồng một lượt cái nó đó, mình cũng sẽ cắt luôn. Mỗi ngày nó ra rất là lớn, cứ ra thăm nó là thấy nó lớn dùng dục luôn á cả nhà, nhìn thấy thương lắm. Phía sau là rau cây húng lụi của Maroc, hôm nay mình cũng sẽ cắt luôn để ăn chả giò. Rau cải mình khỏi mua cả nhà. Đây cây lựu của mình nè, nó lên cao rồi cả nhà thấy không? Phía sau là cây cải ngọt luôn đó. Cả nhà là mấy cái chậu hoa li của mình á, trước mình mua á, mà nó tàn cái mình cắt, mình tưới phân cá, bây giờ nó lên cây con nè, đó cây con đó, chậu nào nó cũng lên cây con hết đó cả nhà, bên đây nó cũng lên cây con nè, bên đó nó cũng có cây con. Hy vọng là nó sẽ cho ra bông nhiều hơn cái hồi mình mua. Bên đây nè, nó cũng lên cây con đó cả nhà, dăm tược với cây con lên đó. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch cà chua nha. Đây, nha cả nhà, cà chua rất dài đó, cơm rất là dày, hạt ít, làm sốt ăn rất là ngon đó cả nhà, nước canh chua rất là ngon. Trời hôm nay bên mình hơi lạnh, chuẩn bị chuyển sang mùa thu rồi đó cả nhà. Trái mình hái tiếp tục nha cả nhà. Sau khi mình thu hoạch xong, mình sẽ tưới phân canxi, tất cả mình trồng là đều tưới phân bio nha cả nhà, organic tất cả, để mình ăn rất là tốt cho sức khỏe. Ngày trước thì mình có tưới phân cá cho nó rồi, giờ tới thu hoạch cà chua bi nha. Cà chua bi nó chín lai rai 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 đó cả nhà, ngày nào cũng có chín hết á.
Mình thu hoạch cà chua bi cái mình bỏ trong tủ lạnh, cái đi ngang mở tủ lạnh cái thằng rất là ngọt. Rồi sau khi thu hoạch xong mình được 12 trái cà chua bự và ít cũng mấy chục trái cà chua bi á cả nhà. Video đến đây kết thúc. Mình chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe. Chúc cả nhà.